xin kính chào quý cô bác anh chị. Thì ngày hôm nay Hoàng Đệ và Nabi có mặt tại cái chiếc bè của ông Hai. Thì ông Hai lên đến chèo thuyền chở pháp cũng mấy mươi năm, thì hôm nay ông Hai cũng trụ lại một chỗ, thì quý đồng đạo cũng hỗ trợ một số tỉnh tại để làm cái bè cho ông Hai tỉnh là một chỗ, là trụ là một chỗ quý bác anh chị. Thì ngày hôm nay Hoàng Đệ đến là cũng theo sự yêu cầu của quý cô bác á, là nói với ông Hai chia sẻ về cái pháp của ông Hai niệm Phật mà đem cái xá lợi vào cái tâm mình. Ông Hai chia sẻ là cho nó chậm chậm một chút xíu ông Hai, tại vì quý bác anh chị xem chưa rõ ông Hai, là ông Hai có thể chia sẻ ông Hai. Nếu bà con mà muốn hiểu thì tôi cũng xin mình trình bày như thế này. Trước khi tôi đi vào chùa Phước Điền, tức là trời ruộng của Phật Thầy Thế An, thì tôi đã xin phép với Cửu Quyền Thất Tổ cho con được quy y với Phật Thầy Thế An. Sau khi đó tôi mới xong rồi, tôi mới đến với Phật Thầy Thế An. Tôi cũng trình, tôi xin thỉnh nhờ Thầy thọ ký cho con để quy theo Thầy, là hy sinh cuộc đời này cho đến khi con bỏ xác, dù sống như thế nào cũng thế, gốc cây kẹt đá thì cũng chấp nhận hết cho đến khi con bỏ xác. Thì công đó nó, thì ở đây thì tôi nói cũng trong thời gian chỉ có mấy hôm thôi, thì trong một cái giấc ngủ của tôi đó, đó. Mà tôi chưa có ngủ đó, tôi còn nằm, tôi cũng niệm Phật, mà niệm Phật theo truyền thống mà của anh em bà con người ta chỉ đó, niệm Phật phải nuốt vô vậy đó, thì mình cũng niệm như vậy đó. Nhưng mà sau đó thì bỗng nhiên trong đó có phát ra một cái âm, nó con niệm như vậy không được đâu, con phải niệm cái cách niệm nó như thế này, con phải tập trung, lấy cái trí tuệ con mà con tập trung, con tưởng thôi, đó, con tưởng Nam Mô A Di Đà Phật, đó, tức là con tưởng Nam Mô Đà Phật, con nương vào hơi thở cho nó khởi ra ngay cái sân đình đó, tức là chỗ cái giữa cái chân mày, phía trên cái chân mày á, chừng 3 phân đó. Chào ông Hai, có thể mình hướng dẫn mình chỉ từ đi một tí cho ông bác. Nè, thì mình khởi ở tại đây nè. Nha. Cái mình tưởng là tưởng Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tưởng mình nương, con nương theo hơi thở ra. Là Nam Mô A Di Đà. Ở đây thì tôi cũng chỉ vẽ cho để rồi có cơ sở để cho quý bà con của chúng ta, nếu ai có duyên để biết mà làm, chứ không có đọc, tại tôi đọc tôi diễn tưởng, tôi diễn để cho biết cách làm đó. Thì mình bây giờ tưởng Nam Mô A Di Đà, như vậy là cái hơi ra thở ra của mình nó đã vừa hết rồi, duy nhất là còn cái chữ Phật, tức là cái xá lợi á, mình bắt đầu mình hít vào mình thở, tức là mình thở ra là Nam Mô A Di Đà, hít vô là Phật. Cứ như vậy mình tiếp tục. Sở dĩ là vì sao mình làm như vậy á, cho nó nói cái tạp niệm nó không có chen vô được, tại nó liên tiếp, nó liên tiếp, cho nên mình tưởng đó nó thuộc về thiền rồi đó. Nhưng mà mình hiểu qua biết là có A Di Đà là tịnh độ, là mình nhờ cái tha lực của A Di Đà, cho nên mình thấy cái này đó, hai cái pháp này nó là vừa thiền mà vừa tịnh độ đó, cho nên mình cứ đem vô. Nhưng mà để cho nó phù hợp với lại cái nhịp tim của mình, cái tuần hoàn cái hơi thở của mình, nó nhịp nó không có làm ảnh hưởng đến thân xác mình đó, thì mình cứ điều. Nhưng mà đây là một cái cơ bản thôi, rồi tùy bà con có thể là điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cơ thể của mình, tại vì mỗi một con người nó có vận hành của nó khác nhau, nó ngắn nó dài. Nhưng mà yêu cầu làm sao cái chữ Phật, tức là xá lợi, phải hít vô thì được đó. Vậy là nó cũng như là cái pháp môn nó làm mình tinh độ, nó qua thiền luôn không ông Hai? Là giữa
thiền với tịnh nó hai cái đó, nó hiệp nhau. Dạ. Nó hiệp lại thành một. Dạ ông hai, thì mình làm cách nào á? Mình niệm á, mình niệm mình chuyển xá lợi đến cái nơi mà mình, như mình bệnh trong cơ thể á, mình chuyển xá lợi đến cái nơi đó được không hai? Được. Có thể chia sẻ không hai? Nói chung bây giờ mình đau, nhưng mà mới đây nha, mình mới đó, thì trong bộ phận từ cái bụng mình á, yeah, lên cái ngực cái phần này thì mình được, nhưng mà còn muốn đi xa tới dưới chân cái này kia, nó đi xa nữa thì phải có cái quá trình nó hơi dài một chút. Yeah. Còn mới đây thì nó cũng dễ lắm. Bây giờ ví dụ như mình đang đau bụng đi, thì mình hít vô cái chữ Phật đó là xá lợi đó. Mình hít xá lợi từ từ vô, dùng cái tư tưởng của mình, dùng tư tưởng mình kéo đưa dài xuống tới lại ngay cái chỗ cái mình đau đó, ngay mình đau cái bụng đây thì cứ đau, vừa tới xong rồi thì mình ngưng lại. Mình ngưng lại có cái này chỉ nói thôi, rồi mà con cứ tự thực hiện thôi chứ còn giải thích nữa. Mình ngưng lại một cái cho nó mình hơi, cũng như mình hơi ém lại một chút đi. Dạ. Cho nó hơi nặng chỗ đó. Đấy. Bắt đầu mình thở ra là Nam, rồi cho Nam Mô A Di Đà. Là mình lấy cái đau nó cho nó ra ngoài không hay? Đó. Rồi cái mình Nam Mô A Di Đà. Cái mình hít xá lợi vô cái chuyện xuống đi từ xuống tới đây, mình ém lại cho nó nặng một chút rồi cái mình xả trở ra. Thì tôi tin rằng khoảng chừng tối đa lắm là 10 niệm gì đó thì mình cảm thấy cái mình nó nhẹ nó bớt đi. Nên, rồi nếu mỗi lần đau cái gì đó mà mình cứ dùng cái gì đó mà mình thấy nó vậy rồi thì nó trở thành cái thói quen luôn đó. Cũng như tôi ngày xưa tôi cũng lập vậy rồi, bây giờ nó quen, mỗi khi mình đau mình cái gì đó ngoài đó thì cứ mình cứ ngồi vậy thôi. Nếu điều kiện mà không ngồi được thì mình ấy hết, mình nằm cũng được, làm sao mình chuyển lại ngay chỗ đó, thì cho nên cái thói, nó thành cái thói quen luôn. Khi mà mình đau quá rồi bị gián đoạn là làm cách nào khắc phục không hay? Không đâu, mình cứ làm như nó cứ kiên trì mà phải quyết nghị đi, không đó. Đó. Thì mình cứ đem nó đi, dù nó có gián đoạn nữa thì quyết bỏ cái đó, cứ tiếp tục tới. Còn mình đau như tỷ đi, con thì con mắt nó bị mờ nên là mình quán sao mà cho nó lên tới con mắt mà mình cho nó sáng ra được. Thì bây giờ đó, cái đó thì cháu cứ dùng cái tư tưởng. Yeah. Tại đó là không có quán đâu, dùng tư tưởng điều dẫn nè, không có quán nè. Con nghe nói bữa hôm hai chia sẻ là ông hai nói là 2 năm nữa ông hai mới bỏ xác, nhưng mà cái này ơn trên người ta chuyển cho ông hai biết là tự ông hai mình thông ra điều đó ông hai. Nó không, cái này thì nói là ở trên cho biết, nhưng mà nói là không biết bỏ hay không. Dạ. Nhưng mà cho biết là sẽ đổi xác. Đổi xác dạ. Mà mình không biết là, mình cho biết rõ là đổi lại cái xác tướng. Dạ, dạ. Cũng, cái thằng này cũng thuộc về vô duy á mày. Dạ. Mình chưa có hiểu được cái mày. Mình chưa có hiểu được cái chuyện nó sắp tới như thế nào, mà bởi vì chuyện đó là sao thì mình không biết. Còn cái khi mà bỏ xác á, nếu mà bỏ xác rồi thì tôi tin chắc rằng là như vậy, phải A Di Đà phải rước. Tại vì mỗi khi mình bệnh là mình biết vậy rồi, là khi chết thì mình phải mệt mình ấy vậy đó. Ông hai, còn khi mình niệm Phật á, mình tập trung mình niệm Phật á, thì mình gặp được Phật A Di Đà mình không mừng, cái đó mình có tội hay là không hay? Là không. Là sao ông hai có thể giải thích được không? Là vì sở dĩ là mình mừng, mà nếu mình khởi cái mừng đó, khởi cái mừng một cái thì bởi vì cái ma cảnh đó,
Phật không có buồn mình đâu, tại Phật cũng dạy cho mình rất rõ ràng, bất cứ một cái điều gì, gặp cái gì cũng không vui mừng. Mình chỉ mong cái tâm mình nó lặng, nó thanh tịnh, trở lại bản lai thanh tịnh thôi, còn đó, tôi không mong gì hết. Còn nếu mình gặp một cái gì vị Phật hay Bồ Tát hay cái gì đó mà, rồi mình tưởng mình vui mừng là mình ấy là sẽ khởi hiện đến mi lấy đâu, rồi mong muốn mình sanh ra cái đó, thì cái gọi là cái ma cảnh đó, đó nó hiện vào, nó dắt cho mình đi, thành ra mình đi lạc. Cho nên Phật không có buồn đâu, Phật không có giận mình đâu. Ông hai con này một người tu mà biết cái tâm, biết rất nhiều vị Phật và các vị thánh và vị tăng đi về dự hội Long Hoa, là biết tất cả hết. Cái vị đó là ai? Cái đó ơn trên xây diễn hay là tự người ta thông ra người ta biết? Cái đó là các mình không thể biết được đâu. Chỉ có những các vị ở trên là có thể chỉ có thông báo cho mình biết là như thế nào vậy thôi. Còn mình thì khả năng mình không có biết, mình cũng biết cũng giới hạn thôi. Vì biết xa nữa thì phải từ, nói chung là Bồ Tát em. Chứ còn La Hán cũng biết, nhưng mà biết trong phạm vi của La Hán chưa biết xa được. Vậy là biết trong vòng cái phạm vi của mình hả ông hai? Là biết trong cái phạm vi của mình thôi. Dạ. Con thấy ở đây nơi ông hai nè, ông chỗ này ca hát quá trời rồi ông hai, ông niệm Phật có bị tập niệm không hay? Bây giờ nói tập niệm hay không thì tôi bảo đảm rằng đó là 100% không có bao giờ nó sao lãng được. Tại vì bây giờ tôi đâu phải còn niệm nữa đâu. Đó. Bây giờ mình nói để mà cho có cái cảm nhận nữa thôi, chứ là bây giờ nó, bây giờ hiện tại bây giờ nói chuyện mấy cháu nè, nó ngay chỗ cái vùng này nó cảm nhận rằng có một cái dòng nó hơi cuộn nó xoay tròn, nó giống như cái đài truyền hình đó. Mà trước khi nó phát sóng để mà nó khởi đó thì nó cứ quay rồi nó cứ cập Phật, mà trong cái đó thì mình có thể là Nam Mô Đà Phật ở đó rồi, thì đâu ao dưới này mình đâu có dính líu gì đâu mà mình sao lãng được. Cái đó có phải là gọi là vô niệm không ông hai? Là cái đó gọi là vô niệm á. Dạ ông hai cũng đặt tới cảnh giới đó nữa ha. Tự cái này niệm cho mình đâu có niệm. Dạ. Thí dụ bây giờ như vậy là tôi đang nói chuyện rồi lấy đâu tôi niệm? Đó. Nhờ cái nó trên này nó niệm nó như vậy, thành ở dưới này tức là nó điều khiển cái khẩu của mình, cho nên mình nói chuyện nó tiếp xúc như thế nào không cần biết, mà không bao giờ có chen vô một cái tiếng nó dơ đi, nó không có phạm vô trong cái đó. Vì thế mà con mắt của mình nhìn nó cũng thế thôi. Nếu cái trước kia mình nghe người ta chửi mắng này thì mình rất giận quá đi. Nhưng mà bây giờ mình nghe thì ở trên này nó đã, trên này nó đang Nam Mô là Phật, mình chỉ nghe Nam Mô là, cho nên mình nhìn cái, mình nghe cái lời của người ta phê phán mình đó, nó không có ghé vào đâu trong với mình hết, thì mình không có cái gì mà phải. Nó rất là lạ lùng mấy đó, thành ra mình nói, thành ra nó đi sau. Còn nói cái chung chung rồi đó, thì nói một cái đại khái nó là chung thôi. Còn khi mỗi con người nó có một cái căn duyên nó khác nhau, như hồi nãy tôi có nói đó. Kẻ thì người từ chúng sanh đi qua để về làm dân Phật quốc, rồi kẻ thì từ đó để làm thần, đó. Rồi người được về thánh rồi tiên. Thành ra tùy cái quốc độ của mình mà mình nói. Thì bây giờ cái người đó muốn được về cái cảnh giới của mà làm dân Phật quốc, mà làm dân Phật quốc thì cũng được giải thoát rồi, nhưng mà giải thoát đó nó có giới hạn. Nếu được về làm dân Phật quốc thì hưởng được 10.800 năm đó. Vậy thì 10.800 năm mà mình về được cái cảnh đó, mà mình tiếp xúc với đấng bề trên, với Phật trực dạy mình, mà mình còn trở lại thì cái chuyện đó
nó khó lắm. Người mà được làm văn Phật Quốc là những người mà tu tích đức hay là những người hiền đức ông hai? Dạ, người hiền đức và tu được có là tu. Dạ. Còn hiện tại bây giờ cho nên cái người mà trong cái thời mạt pháp này đó, tức là Đức Thầy đó nói cho chúng ta biết rằng thời kỳ ân xá, biển ân xá này là đại xá đó, thành ra tội lỗi gì cũng được, miễn quay trở lại là được. Ân xá có nghĩa là những tội lỗi mình làm nhiều quá rồi, mình bây giờ mình quay đầu mình lại mình tu là cũng được ân xá. Vẫn ân xá luôn. Dạ, dạ. Tức là mình bây giờ, để nói dễ hiểu đi, 10 phần đó mà mình hành được 2-3 phần rồi là đã được ân xá rồi đó. Chứ ngày xưa không có được đâu. Đó. Mà ngày xưa này muốn bước vào người nào thì đâu có vợ có chồng được. Đó. Nhưng mà tại cái thời kỳ mạt pháp là đại xá rồi, ân xá rồi. Đó. Đó là tận dụng á. Nhưng mà giờ này chúng ta mà, tại chúng ta là người có gia đình rồi, nếu là cư sĩ tại gia rồi là không bao giờ về được Phật Thánh Tiên. Rồi những người cũng có được về Phật Thánh Tiên, cũng có gia đình nhưng mà họ cũng trở được về Phật Thánh Tiên. Thì theo tôi thì tôi chắc chắn là những người đó không phải là, cái thân của họ là phàm, hồn thiên họ không phàm, vì những người đó là những người được lâm phàm xuống dìu dắt chúng sanh mượn xác phàm. Dạ, vậy là những người đó mượn xác phàm để độ đời. À, độ đời. Dạ. Rồi khi xong rồi thì họ trở về cái ngôi vị của họ, vì họ đã có ngôi vị của người ta rồi. Dạ. Vậy là mấy người tại gia là không có tu là không được Phật Thánh Tiên không hay? Dạ, không. Là chỉ là giải thoát không hay gì không hay? À. Cái đó không vẫn có chứ, nhưng mà phần đó nó lớn, đa số tại xá tội rồi, thành ra cái được giải thoát là nhắm vào ngay cái chỗ giải thoát. Cái câu con nghe nói con em bên giảng thầy một câu là ta ra sức giết câu quyền bí, chúng sanh ơi gán kiếm gán tìm, là cái câu gì vậy ông hai? Thì ta ra sức giết câu quyền bí á, thì ở đây bởi vì trong cái giảng của thầy đó, trong những lời của thầy dạy, không phải tiếng là mình đọc chung, nhưng mà trong đó nếu mà đi đâu rồi cứ hành đi rồi mình chỉ có ngộ mà. Thí dụ bây giờ nè, mình chỉ ngộ mình thấy á, thì mình sẽ biết cái căn cái quốc độ của người đó nữa. Bây giờ là thầy mới nói chay 4 bữa là quy tắc của kẻ khùng nhiều dắt. Cái người mà ngộ tại đó, ta thấy cái đó, nhận được cái đó, ta đi vào đạo. Thì mình biết cái người đó ở cái quốc độ nào rồi. Đó là những cái người sơ căn mới bước vào con đường đạo. Rồi những cái người chỉ khi vậy thì bước vào rồi thì ta chỉ ngộ cái chỗ. Như tương thầy cũng nói, lời thầy nói mà, nó tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Thì cái người mà ngộ ngay chỗ đó, ngộ ngay chỗ cái câu đó, thì nó là một đẳng cấp khác, bậc khác nữa. Vì tương với muối cháo rau đạm bạc là ăn chay trường mà. Đó. Rồi bây giờ đó, rồi thầy cũng vậy nữa, tất cả chúng ta đọc xem rồi cái dưới thầy nói rất rõ, mình muốn về cái cảnh nào nó phù hợp với căn cơ quốc độ của mình hành, mình ngộ ngay chỗ đó. Đó. Kêu có người chỉ đọc cái câu dầu không siêu cũng đặng thành thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Vậy thì người ta nghe cái câu này chụp trong đầu ta phấn khởi, người ta thì đương nhiên cái quốc độ của người ta, cái cảnh giới đó. Đó.
Tại vì trao hỏi thì ở đây hoặc nhiều người hỏi thì tôi cũng chỉ nói theo cái biết của tôi là nó về cho nên nó phân tách là như vậy. Cho nên khi cái người mà người ta đang hành đó, hành thần thì không bao giờ người ta ăn chay được. Sao ngộ như vậy? Đó. Vì cái hành của thần rồi thì đâu có ăn chay được. Chỉ là chỉ ăn mặn hơn thôi. Đó. Người ta ăn mặn người ta cũng vẫn đắc, nhưng mà đắc cái quả vị của thần. Đó. Mà mình biết người ta cái hạnh của thần á thì mình cũng khiêu gợi người ta. Đó. Bây giờ mình nói thêm ăn chay một chút để nó bớt cái sát sanh để cho mình tiến lên một chút. Đó. Chứ bây giờ người ta đang, người ta là thần luôn, không được đâu. Phải ăn chay đi này kia thì người ta không dùng được. Đúng không? Nói vậy đó. Cho nên khi mà mình nói, mình hướng dẫn người nào, mình phải nhìn theo cái việc đó mà mình tùy. Mấy thầy mới nói tùy phong hóa nhân sanh phù hợp do căn cơ quốc độ mà mình chuyển pháp. Theo tôi thì như vậy, còn anh em bà con thì như thế nào thì tôi không biết. Ví dụ tôi nói vậy đó, thì cũng có người khen, rồi cũng có người chê. Đó, vì sao? Tại vì nó phù hợp ấy nhá. Đó, thì vậy đó. Tùy theo cái căn cơ hả ông Hai? Dạ, tùy theo căn cơ. Ông Hai chủ của chỗ này chỉ là hồi lúc là ơn trên xoay chuyển cho ông Hai đi tùm lum nhiều chỗ quá trời ta bà khỏi luôn, mà sao mà có nhân viên mà đến đây Hai chủ chỗ này luôn không Hai? Bỗng nhiên tại vì gặp cái người chủ nhà nữa. Yeah. Người chủ nhà đó, người nữ á, thì ba của cái người nữ chủ nhà này đó, trước kia gặp tôi cũng đang đi cũng theo đạo của thầy mà đó. Thì gặp tôi thì tôi truyền cho các pháp niệm Phật, tôi chỉ cho cái cách niệm Phật, thì sau đó là trở thành gọi là bạn đạo. Vậy là từ lúc gặp là chợ vài câu pháp thôi là chắc ông bác đó ông cũng đã thực hành theo, ông đã ngộ rồi. Là đã ngộ rồi đó. Dạ, cũng thằng vui diệu quá ông Hai. Bởi vì tại vì ông đã hành đạo rồi. Đó. Ông đã hành từ trước giờ rồi. Dạ. Con hồi nãy con nghe ông Hai nói là ông Hai ông nhìn con là ông biết con suy nghĩ gì, với ông Hai ông nhìn thấy cái như là nguyên cái mặt của ông Hai luôn ha. Hai có thể chia sẻ cho biết thêm không ạ? Bây giờ tôi nói vậy. Tại vì khi tôi nhìn cháu đó. Yeah. Tại đây thì nói để cho rồi sau này thì bây giờ chưa có biết thì ngày sau cũng biết thôi. Mấy cái người tu nào mà nãy rồi luôn luôn đều người ta phải có cái thần lực á. Vậy thì con mắt người ta chỉ nhìn vào đó đó. Đó, lại chăm chú ra nhìn vào. Ta nhìn cái nhìn của đó thì ta có cái ngầm ý để xem coi cái người này của cái hạng nào, cái hạnh nào. Yeah. Đó. Thì nó thể hiện lên. Mà nếu tiếp nhận được với mình, đó. Thí dụ là đổi sắc, tức là đổi cái thần sắc lên. Yeah. Đó. Thì mình biết rồi. Nhưng mà bên kia mà nó chuyển cái thần sắc đó, nó vậy rồi thì mình ở đây mình cũng phải chuyển. Tại vì bây giờ nếu mà người ta ví dụ ta hồng như cháu bây giờ, cháu mình hồng hào lên rồi thì ví dụ cháu là 7-8 thì tôi phải là 10. Đó. Trên cơ mới được. Mình phải trên cơ mình mới chuyển đó. Vậy thì cháu là người với tôi, là người cùng đồng công, tâm đồng với nhau. Đó. Nhưng mà dầu căn cơ cái gì đó, nó có thấp hay có cái gì đó, thì cũng chẳng có gì, mà cái căn cơ đó nó phải đồng với nhau. Tức là gọi là nói, cái tâm Phật, tánh Phật hay cái tâm gì đó, nó sẽ đồng với nhau, nó mới tiếp nhận được. Thì cháu phải chuyển thà. Đó. Như vậy thì cháu như vậy rồi, thì kế tiếp nữa là trong đầu tôi có những cái triệu chứng gì, tôi chỉ dùng vậy thôi, đó. Thì tôi sẽ biết ở trong này tôi có, thì
bên kia cũng có đó, đó. Chứ tự nhiên mình đâu phải thần thánh gì mà biết cái chuyện mà của người ta được. Cái đó là nó thật sự là nó như vậy. Tại nó không có gì, nó từ trong này của mình. Ông Hai năm nay 90 tuổi á ông Hai. À, con thấy ông Hai còn cứng quá, là phải do cái sức khỏe ông Hai như mình trợ pháp với là mình bên thầy nhiều quá, là sức khỏe mình nhiều quá sao ông Hai? Không biết có phải gì không, nhưng mà bây giờ có những anh em á, khi biết đó thôi, từ lâu rồi gặp lại cũng có rồi, họ nói rồi mười mấy hai chục năm rồi, sao thấy anh không có già? Tôi nói sao lại không già, ngày tuổi người càng chồng lên, nhưng mà ta cũng xác lượng nó không, anh không có già, vì mặt mày anh giống y như những ngày tôi gặp, nhưng mà chỉ có râu tóc nó có thay đổi thôi, tại giờ đó mình còn râu đen, tóc còn đen, nhưng mà mặt mày của anh tới giờ này cũng vẫn là thẳng rang, không có một chút nhăn, cho nên gặp là biết liền. Thì mà không phải là một người đâu, cũng rất là nhiều người. Cho nên vì thế mà mình cứ nghĩ rằng chắc có lẽ cái này thì mình nghĩ chắc có lẽ nhờ cái chuyện mình hành đạo á như thế nào đó. Thì con thấy ông Hai da dẻ hồng hào quá, cái này do sự mầu nhiệm của Phật pháp của ông Hai. Dạ đúng rồi đó. Thấy ông Hai cũng lớn tuổi mà thấy còn cứng quá, cứng luôn. Rồi sau đó thì cháu nếu có dịp đó là cơ bản này cháu cứ niệm nhắc nhở gặp bà con hoặc bản thân của cháu đó, cháu cứ làm đi. Rồi khi đó rồi cháu tiến lên rồi cháu sẽ, rồi cháu sẽ gặp có nhiều cái, gặp tôi sẽ nghĩ khi nào tôi hỏi rồi có một cái triệu chứng nào, có một cái gì đó thì tôi sẽ nói những cái tiếp thêm, cũng trong cái đó mình sẽ tiến lên một chút. Rồi tới đến khi là tôi nói là vì sao mà tôi nói là tôi thời gian tôi tu, tôi nói bảy mấy tuổi tôi mới tu lận. Rồi không, sáu mấy gần 70 đó. Đó. Mà tôi tu, mà sao tôi được như vậy? Nhưng mà không phải, là, nhiều khi mình cứ có nghĩ là nhiều khi có lẽ là tại nhiều đời, nhiều kiếp trước của mình rồi. Đó. Cho nên mình đã có sẵn, hôm nay mình trở lại nó mới được nhanh mà thôi. Dạ, như là tới thời điểm, cái ngày giờ đó mà ơn trên xe chuyển cho mình mới tu được hả ông Hai? Dạ, mới tu được. Dạ. Con nghe bữa hổm nghe ông nói là ông Hai, cách mà ông Hai thiền hay gì là ông bị trên, có nghĩa là trên mấy cái đỉnh đồng bị nổ 3 lần phải không Hai? Không, nó chỉ nổ một lần thôi. Nó nổ cái hiện tượng nổ như thế nào ông Hai? Nó chỉ lạ lắm á, có nhiều khi mình ngồi, đang ngồi ngồi, tự nhiên mình nó nổ, trí nổ nó lớn, nó giống như gần trái lựu đạn nổ, chứ không phải nó như nhỏ đâu. Rồi cái đó mình có tỏ ra mình sợ hay mình giật mình gì không Hai? Giật mình chứ. Dạ. Đó, cái mình giật mình, chết rồi, bể cái đầu rồi, chụp tay lên rời, ủa, bóp bóp nó còn cứng à, không á. Đó, sự thật lúc đó mình cũng chưa biết gì đâu. Là cái hiện tượng đó là sao như Hai? Không phải giải thích không Hai? Là nổ ra là để mở cho mình đó. À. Cho mình sáng suốt hơn. Rồi cho mình sáng suốt lên. Sau này mình mới biết là nó bể. Yeah. Cho hồi mới giật mình nó trời ơi bể cái đầu nát rồi. Đó. Yeah. À, con cũng biết ông Hai mấy lần rồi, con chưa có hỏi về cái hoàn cảnh gia đình của ông Hai. Thì con mà mùa hôm nay con xin phép con hỏi ông Hai, lúc mà ông chưa có đi tu vậy là mình có gia đình không ông Hai? Có. Vậy là quê ông Hai ở đâu ông Hai? Quê của tôi là ở Cần Thơ, rồi là Xua Lũa. Dạ. Giờ mình có gia đình rồi, mình sao mà mình bây giờ mình độc thân cô đơn mà mình chèo thuyền mình đi tùm lum hết trơn Hai? Tại vì hỏi gì một lần phải nói thôi tôi. Dạ ông Hai có thể chia sẻ lên cái hoàn cảnh luôn đi. Dạ. Tôi thấy sau khi mà tôi lúc trước là tôi cũng là kinh doanh vậy lắm đó. Dạ, dạ. Nhưng mà một cái hôm đó thì tôi đang đi ngoài đường. Trong cái mơ của tôi đó, tôi đang đi ngoài đường. Thì
Tôi thấy một ông già mặc đồ đen, ông kêu mày quỳ xuống coi. Thì tự nhiên tôi vừa quỳ ở giữa đường, ông ra lệnh là quỳ xuống liền. Vậy là thấy rõ ràng luôn không thầy? Dạ. Thì ông bưng cái diệm chứ không phải cái rau đâu. Cái ông mới xối lên trên đầu tôi. Xối lên đầu thì nó chảy xuống, con mắt mình nhìn thấy nước nó màu đỏ. Thì trong lòng mình cứ nghĩ là cái ông này sao tự nhiên ông kêu mình quỳ xuống rồi ông đổ nước đồ dơ của đàn bà lên đầu mình vậy đó. Đó. Mình nghĩ vậy mà không dám phản đối gì hết. Thì xong rồi mới để cái diệm đó xuống. Ông mới bưng lên một cái diệm rồi ông mới xối. Xối lần này xuống thì nước nó chảy, nó trắng, nó trong suốt. Thì cũng tự của mình nghĩ tại vì ông gọi cho mình rồi. Nhưng rồi xong thì ông chỉ có nói có một câu gọn đó. Rồi nó thúc giục hoài không được. Thì ông ấy nói chỉ một lần này thôi. Ông như nói như vậy mà gần như là ra lệnh đó. Chỉ một lần này thôi. Phải về với Bửu Sơn Kỳ Hương. Lúc đó mình đâu có biết Bửu Sơn Kỳ Hương là gì đó. Có coi giảng thầy rồi thì có. À, nhưng mà chẳng có biết cái vụ mà đó. Thì thầy về với Bửu Sơn Kỳ Hương thì rồi xong rồi tôi nói rồi giờ ông nào cũng biểu mình tu dứt khoát, còn cứ ương ảnh nó dứt khoát không có tu, tại kinh doanh mà nó dứt khoát không tu. Nhưng mà cuối rồi mình trong mình nó kỳ cũng lắm, không có thể nào mà mình trả nổi đâu, nó bực bội nó làm sao. Đến tới ngày thứ tư, lúc đó tôi Hùng làm phế liệu, nó thiệt cái nghề phế liệu này nó giàu lắm á, mà mấy mươi năm về trước là phế liệu này, chứ bây giờ bị nó nhiều quá khó ăn ra nha, cháu hồi trước á, đó. Thì tôi về tôi nói với chú, tôi nói bị nhỏ tuổi hơn tôi, nhỏ hơn 2 tuổi tôi nói rồi, chú Lư ơi. Bây giờ tôi nói với chú thế này, giờ đồ đó bán xong rồi đó, khi nào bán nó giao về cho trên đó, chú lấy hết đi. Đó. Bây giờ tiền mà mình còn tồn lại, mình chưa lấy nó còn bao nhiêu thì chú đưa lại tôi chia đi, rồi tôi còn nhiêu đó mua rồi đó, mà bán hết đi, rồi tôi tự lấy. Thì ông hỏi tôi, ủa sao kỳ không ai? Tôi nói tôi đi tu á. Thì ông nói trời giỡn bà áo. Thì đó, tôi nói thiệt á, chứ không có giỡn đâu. Nhưng mà không biết cái người này á, nó tại cũng có giữ tiền. Rồi tại mình tin nhá. Tôi nói bây giờ đó, chú đưa thì tôi cũng đi, mà không đưa tôi cũng đi. Tại ông nói khi mà hùng giống nhau thì mua đồ rồi đâu còn tiền mặt nhiều. Mà không biết ông ta ông này ông thương mình mà ông nói như vậy hay là sao mà không biết. Đúng không? Thì vậy thì ông đưa cho tôi 180 ngàn. Còn là 180 ngàn. Thì tức là ông đưa tôi 180 ngàn. Tôi về, lúc đó mẹ tôi còn sống á. Tôi về tôi nói, mẹ bây giờ con vậy đó, con đấy. Thì mẹ tôi có nói thôi giờ con lớn tuổi rồi, tùy con. Như vậy thì tôi để lại cho mẹ tôi. Tôi chỉ mang theo mấy chục thôi. Rồi tôi lại xin phép lại cụ viện của tôi đàng hoàng. Đó. Tôi xách chiếc xe đạp vào đó, xe đạp không có xe như bây giờ đó. Mà xe đạp nữa tôi lũi tôi đi hoài. Quyết làm, tại nói phải về với Bửu Sơn Kỳ Hương. Bước vào con đường tu của tôi là nói vậy, trong khi đi về đó thì người ta chỉ. Tôi đi quyết định là tôi đi về Bửu Sơn Kỳ Hương. Sau khi đó tôi mới về đến cái chùa Nhà Láng ở trên Vịnh Tre. Thì người ta bảo rằng đó là Bửu Sơn Kỳ Hương, chùa của ông Đức Cố Quảng á.
thì tôi vô tôi mới kể cái chuyện đó cho người ta nghe, người ta nói thôi ông ở đây đi, tại mấy ông ở trong chùa này đó người ta đi làm hết công chuyện rồi, chiều ta về rồi kính. Tôi ở tôi bực bội, tôi nói bức rứt mình lắm. Tôi nói đi ra lấy xe đạp tôi đi, tôi đi tôi chạy vô hoài mà làm như lúc đó kì trong lòng mình cứ nghĩ là trời ơi, ngày xưa ông bà tổ tiên mình đi núi đi tu rồi cực khổ, nào đường rừng rồi thú dữ này kia, giờ mình đi đi tu thì nó sướng quá trời quá đó. Vô đó tới gần gần tới cái chỗ mà cái xã Tân Lập á, cái trưa đang cũng mệt mệt đang cũng dũng á, lúc đó năm chín mấy nó có cái trận mà đá banh á, tôi thấy là tôi vừa ghé vô để ngồi coi đá banh vừa nghỉ mệt, thì ông chủ nhà ông mới hỏi tôi đem tôi trình bày vậy á, thì ông mới lấy giấy ông biên cho tôi, ông nói tôi chỉ cho chú đó, bữa sân gì hơn thì ông chỉ tôi đó, đi vô tới chỗ Tân Lập á, cái chú qua cái đò rồi chú theo con đường đó, chú đi lên hoài, chú lên trên đó rồi chú qua cái rừng tràm, tràm đó cũng mới mọc, cũng mới trồng rồi cũng mới lên đó, chú qua khỏi rồi đó, chú mới hỏi người ta, nó không phải đâu, nên cái người sao để kể cho lên, thì như vậy ông biên giới luôn, rồi tới chợ voi thì đi mới thẳng đi lên, vô thấy để cái đình Thới Sơn đó. Thì mới vô cái đình Thới Sơn, nếu chú ông không có đồng ý nữa đó thì chú đi tới nữa thì chú gặp cái chùa người ta thường phải chùa Lâm Dồ, đó cũng là bữa sân kỵ hương, nếu chú không có đồng ý, chú không thích nữa đó, chú đi thẳng vô chú gặp cái trại ruộng tức là gọi chùa Phước Điền, chú không thích nữa thì chú quầy cỡ ra chú đi thẳng về Ba Chúc, trên Ba Chúc á trên Ba Chúc á, chùa nào cũng là bửu sơn địa hương hết, thì vô gần tới voi tôi vô tôi xin nước tôi uống, thì cái ông này cũng mới chỉ, ông nói ừ cái người này chỉ là đúng rồi, nhưng mà tôi chỉ cho ông cái này nữa nó còn tiện hơn nữa, ông không có quầy trở lại, ông vô tới chợ voi ông đi lên khỏi cái chợ voi chừng vài trăm bước đó, nó có cái ngã ba, ông hỏi người ta cái đường nào là đường bưng, ông mới xuống dưới bưng đó, cái đường bưng đó ông đi đó, ông mới chỉ ông đi ngang qua cái rừng tràm đó, cuối đầu rừng tràm đó, ông hỏi người ta hỏi cái chùa Phước Điền trại ruộng ở đâu đó, thì nó tới chỉ, mà vừa chỉ vô rồi tôi quẹo vô rồi nó trong lòng á tự nhiên nó phấn khởi, nó vui, nó nung lung lên, thì tôi mới dừng xe lại, tôi mới móc, hồi đó cũng mặc đồ áo đồ sơ mi quần tây mà đâu hết, tôi mới móc cái thuốc ra, không biết cái đó là phản có tự nhiên của mình thôi, thì tôi nói tao đem mày vô được tao lấy mày ra được, tôi mới liệm có thuốc tôi bỏ, mà đó không có thuốc này đâu, thuốc gì đó, thuốc đầu lọc mà của giải phóng vô rồi người ta dám dánh á, tôi liệm liền rồi thì còn lại cũng đâu hai mấy ngàn nữa. Tôi nói vậy nếu mình liền thuốc rồi còn tiền sao mình cũng còn xả rồi dục luôn bỏ luôn. Vậy là hai liền tiền luôn. Tự liền luôn. Mình sợ còn tiền thì còn búa đó. Tại cái duyên nó gần như nó đến như vậy rồi. Mình liền tiền như vậy rồi mình đi về, tiền không mua đồ mình ăn uống chợ cho cái cơ thể mình hoang. Cái tôi vô ông chùa, vô tới chùa rồi. Tôi về gặp cái người thân của ông chùa đó, tôi mới kể ra, thì ngay cái ông bây giờ mà là rể của cái ông chủ chùa đó, hồi xưa là ông đó, vì ông tu ông có tiền không? Tôi nói đi tu mà cần có tiền đó sao chú? Nó trợ rồi ông không tiền rồi ông khát nước rồi đó, không? Mình khát nước cái gì mình nhịn, ông có tiền mình nhịn, chỉ có cơm chùa ăn là đủ rồi. Cho nên bắt đầu vào đó là bắt đầu là đó, đi vào con đường khổ rồi đó. Nhưng mà cái của tôi nó là bù lại.
4 hôm sau tôi nằm răng ở chỗ đó thì tôi thấy cũng ông già đó, ông là ông đứng ngay cái tháp lô, cái bảng điện, tháp lô điện đó. Ông bấm lên cái đèn đó, nó chỗ đó nó nhiều bóng đèn lắm, để cái bóng đèn tròn á, cái nó cháy, cái ông ấy tắt đi, ông tắt lên cái, ông bấm lên cái đèn mà 105W á, cái nó cháy nữa, cái ông tắt, ông bấm lên nữa cái đèn 6W nó cháy, ông tắt luôn, rồi ông bấm lên cái nữa đó. Tại vì mình lỗ tai mình nghe, mình đâu có ngủ, mơ mơ. Tại vì lúc đó cũng đang nằm để niệm Phật, nghe không? Đó. Đó thì bấm cái nữa, ông tắt hết. Thì có em nào ông đứng đâu một chút xíu. Nghe lỗ tai mình nghe, ông bấm một cái cạch vô. Bật ra, đều nó cháy một lượt, ông chỉ nói với thế này thôi. Ông nói, đạo không có trước, không có sao, không có cao, không có thấp, nhỏ sang gần, lớn sang xa. Ông nói rất là gọn gàng. Tôi nói, mở mắt ra, tôi nói, vậy ông này, ông dạy đạo cho mình rồi. Vậy cho mình gần 70 tuổi, mình mới đi tu, chắc ông sợ mình già rồi, chán nản, không có trước, không có sau. Rồi tự mình ngộ ra, rồi mình mở ra, rồi mình học ra. Vậy là ông hai có suy nghĩ gì đó là chuyện nào không hai? Nè cũng chẳng biết mà mình thành ra mình kể cái đó là kể như một bài tranh nữa thôi. Không biết gì thằng thánh nào nữa ha. Đã. Nhưng mà cho con hỏi cái lương hai mà ông hai trong gia đình gì ông hai? Lúc hai có vợ con gì không hai? Có vậy. Dạ. Nhưng mà hiện tại giờ vợ con của ông hai còn không? Sao vậy, vợ tôi đã mất rồi. Còn con thì nó có hai đứa. Nhưng mà thật ra thì tôi lại cũng có cái trường hợp nó lạ, có nhiều anh em hỏi ông đi tu về làm sao mà ông thành được. Nó lạ của tôi là con của tôi đó, không bao giờ tôi nói con của tôi hết trơn, chưa con tôi thôi. Mà tại vì mình xét là mình tu mà nó không tu, mình khuyên nó tu. Mình chính mình đã biết tu này nó quá dễ đi, nó không cản trở cái chuyện làm ăn của mình á, mà mình khuyên nó không chịu, thành ra lo mình phải xua nó. Cho nên mình coi nó bình thường như mọi người của xã hội, chứ không có náo nào. Rồi người ta cho mình là tại sao không quan tâm tới con gái. Mình mới nghĩ, ủa vậy ông Thích Ca ngày xưa sao? Cảm ơn ông hai rất là nhiều đã chia sẻ về những câu chuyện về của ông hai và chia sẻ về những cái cách niệm Phật của ông hai. Và ông hai có những cái lời nào mà nhắn nhủ với quý bà con cô bác trên đây không hai? Nếu bây giờ bà con cô bác cứ có hỏi như vậy thì tôi cũng trình bày như vậy. Rồi khi nào hoặc là bà con cứ hỏi cái số điện thoại của cháu đó, rồi cứ hỏi hoặc là cứ hỏi rồi, là tại khi đó rồi tôi mới hỏi là sau khi mình hành về đó, mình làm gì rồi, cái mức độ mình nó diễn tiến như thế nào, thì tôi mới giúp cho những cái kế tiếp. Cũng như ngày xưa tôi cũng phải đi từng tự như đó.